Ok. Hi, xin chào các bạn. Thì hồi lúc hôm qua thì mình nhớ không lầm là team mình bắt buộc phải giải tán. Do là có một số sự việc nên là team mình buộc phải giải tán ấy, nên là anh em thông cảm. Vì dạo này thành viên của mình không có on nhiều và cứ kiểu giống như cũng không có on nhiều và cũng không có thành viên nào muốn tham gia world, phần lớn là do world của G5. Ok, chỉ đơn giản là do G5 hay là thể nào lập fan nào được nữa. Tức hôm nay mình sẽ cho thông báo dừng quơ và fan của mình thật sự đã tan rã. Từ từ nhé mọi người, mình sẽ tin một số thứ. Nên là từ từ. Ok, nói chung thì cái sự việc lần năm thì mình sẽ tạm gác cho qua và sẽ không có bất kỳ một cái cuộc chiến tranh liên quan đến truy năm. Nói đơn giản hơn thì thật sự là truy năm quá đông và thành viên của mình thật sự không chịu tham gia. Ấy nên là mình buộc phải quầy căng. Từ từ mọi người ạ. Nay mình không tập trung được, sáng giờ thì mình tập trung được đánh được một vài thằng ấy, và cái trận hôm qua liên quan tới G5 nữa là ông Thiệu ấy, đúng rồi, mình đánh thắng ổng đúng một trận ấy, đúng một trận anh em ạ, đánh thắng ổng đúng một trận. Có nhiều đó thôi, và chủ yếu hôm nay là Crystal PvP đấy, chỉ có thế thôi. Thank you.
Thank you.
Thank you.